tốt, trong con luôn có thầy. Một là vầng trăng tỏ soi sáng đường con đi, hay là tình thương lớn nuôi dưỡng trái tim con, giang vòng tay từ mẫu dắt dìu con lớn khôn. Thầy cho con mái ấm đào tràng sống an vui, cùng tăng thân tu học ước an lạc thánh thơi. Trong con luôn có một, trong con luôn có thầy, và tăng thân hòa hợp hạnh phúc qua đi thôi. Rồi mai đây vững trái chúng con nguyện sáng gieo, giáo pháp Bụt đã dạy, tình thương thầy đã trao. Có thầy, Bụt là vầng trăng tỏ soi sáng đường con đi, hay là tình thương lớn nuôi dưỡng trái tim con, giang vòng tay từ mẫu dắt dìu con lớn khôn. Thầy cho con mái ấm đào tràng sống an vui, cùng tăng thân tu học bước an lạc thánh thơi. Trong con luôn có Bụt, trong con luôn có thầy, và tăng thân hòa hợp hạnh phúc qua đi thôi. Rồi mai đây vững trái chúng con nguyện sáng gieo, giáo pháp Bụt đã dạy, tình thương thầy đã trao. Thank you.
đạo tràng chùa Bảo Âm đầy đủ phước duyên, đáp lời thỉnh cầu của ni sư trụ trì. Thầy giảng sư Thích Pháp Hòa đã từ bi thương xót quang lâm về đạo tràng chùa Bảo Âm và ưu ái dành cho đạo tràng một thời pháp thoại. Chúng con xin được cung kính thầy pháp sư, đồng thời chúng con xin đê đầu đảnh lễ cung kính đại đức Thích Pháp Duyệt, đại đức Thích Pháp Hỷ đến từ chùa Thanh Nam, Florida. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tâm quý vị được an lạc.
A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, các Phật tử ở các chùa, mỗi khi chúng ta gặp nhau thì chúng ta thường chắp tay lại. Và chúng ta làm gì? Chúng ta xá chào nhau. Và cái câu chúng ta thường nói là sao? A Di Đà Phật. Còn nếu mà bữa nào làm biến nữa thì gì? Hồ Phật. Còn xin thì A Di Đà Phật. Lời mô Phật. Mà gặp người Huế đó là Phật mô. Phật mô là Phật tâm. Tại sao chúng ta gặp nhau mà không niệm câu khác mà lại niệm A Di Đà Phật? Tại sao? Bởi vì danh hiệu của Phật A Di Đà nó có ba ý nghĩa. Một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ, ba là vô lượng công đức. Ba cái nghĩa này đầy đủ thì nó chủ nghĩa của chữ A Di Đà. Vì vậy A Di Đà Phật không dịch mà phải để nguyên. Bởi vì A Di Đà Phật là đủ ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vì vậy mà để nguyên âm. Đó, chúng ta thường gọi là gì? Chúng ta gọi là Phật ngữ bất phi. Ngài Huyền Trang khi đi Ấn Độ về, ngài dịch kinh ở Trường An vào thế kỷ thứ 6 đời nhà Đường. Thì trong khi dịch kinh, ngài có đưa ra 5 cái tiêu chuẩn mà không thể dịch. Trong đó có một cái tiêu chuẩn gọi là bậc nghĩa bất phi. Cái nghĩa thứ hai là đa hàm bất phi. Bởi vì nhiều nghĩa quá, mình dịch một nghĩa mà mình bỏ mấy chữ khác thì không đủ nghĩa. Quý vị hiểu ý mà nói không? Vì vậy cho nên vì chữ A Di Đà Phật có đầy đủ ba nghĩa, cho nên để yên cái chữ không dịch. Rồi bây giờ hàng Phật tử chúng ta khi gặp nhau thì chúng ta niệm A Di Đà Phật là ý gì? Ý gì chúng ta niệm cái đó? Bởi vì chúng ta muốn cầu chúc cho nhau có được ánh sáng vô lượng, có được tuổi thọ vô lượng và có được công đức vô lượng. Bây giờ mình nói ánh sáng vô lượng gọi là vô lượng quang. Vô lượng quang là ánh sáng, mà ánh sáng thì trong nhà Phật chúng ta tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ, cho nên mình mới đánh trống. Đánh trống là tượng trưng cho trí tuệ, đánh chuông là tượng trưng cho từ bi. Mỗi lần mà lễ lớn thì chuông trống bát nhã phải trổ lên, tượng trưng cho từ bi trí tuệ hòa quyện với nhau để tác vào trong mỗi tâm thức của mỗi người đi dự lễ. Quý vị mỗi lần chúng ta có lễ lớn và chúng ta nghe chuông trống thì tự nhiên trong lòng mình sẵn sàng rung cảm, phải không? Đó. Và phải nhớ rằng tiếng chuông tiếng trống đó là để biểu tượng rằng từ bi trí tuệ, hay nói theo bây giờ là hiểu biết thương yêu luôn luôn nhà Phật muốn trang lại, muốn trang lại. Bây giờ cái ánh sáng đó chúng ta có nhưng mà chúng ta không có khơi, cho nên sao nó mờ mờ và đôi khi nó tắt liền. Cho nên á, chuông có đánh mới kêu, đè có khiêu mới lên mới sáng. Chuông kêu thì người đánh, đèn sáng thì người kêu. Đèn nó có dầu, nó có tim mà không, hoặc là có cái bật lửa để sẵn mà không người mồi thì đèn không thể sáng. Có phải không? Vì vậy trong chúng ta cũng thế, chúng ta cũng có cái tuệ giác đó, chúng ta cũng có ánh sáng đó, nhưng mà không ai khơi thì chúng ta ít có khi nào thắp sáng. Cho nên gặp nhau thì chắp tay, thay vì nói ô vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức thì nhiều quá, mà không, lại gặp là A Di Đà Phật
Thứ nhất, tôi cầu cho chị ánh sáng trí tuệ được khơi. Ở đây có ai đi dự cái lễ an vị Phật ở các chùa không? Ngày xưa cái khóa lễ an vị Phật mà gọi là bây giờ chúng ta thường gọi là khai quang điểm nhãn đó. Quý vị có dùng cái từ đó không? Khai quang điểm nhãn. Khai quang tức là mở ánh sáng, điểm nhãn là điểm con mắt. Mà rõ ràng con mắt là thấy, khai quang là mở tuệ. Nhưng mà thật sự ra mình không thể khai quang điểm nhãn cho Phật, mà phải để Phật khai quang điểm nhãn cho mình. Trời ơi, chân mình đã lắm đê mê mà cầm bó uống mà lê trên người chết rồi, phải không? Cho nên mình phải cần Phật tổ khai quang điểm nhãn cho mình. Nhưng mà đây là cái lễ để lấy cái ý thôi. Cái lễ khai quang này hồi xưa ta làm là con cái kiến. Con cái kiến á, rồi cái vị hòa thượng chủ lễ nó cầm cái kiến lên, giơ ngay cái tượng Phật á, để cho cái tượng Phật chiếu vô trong cái kiến đó. Thì phải tổng đọc cái bài kệ. Bài kệ là đại khai trí kính. Trí kính, kính nghĩa là kiến, kính là cảnh cũng được. Đại khai trí kính minh như nhật, thước phá vi trần thế giới chung, nhất niệm hiểu niên siêu bất ức, thiên sai vạn biệt tổng gia không. Đưa cái kiến lên để tự Phật gọi luôn cái kiến, xong rồi ngày đọc cái bài này, ngày quơ được cái tự bài kiến hai quan. Vậy cái bài kệ nó nghĩa là gì? Đại khai trí kính minh như nhật, tức là khai quang là để tu tập cho được cái gương trí gọi là sáng rỡ như mặt trời. Đại khai trí kính tức là cái kính trí tuệ minh như nhật, tức là sáng như mặt trời. Đại khai trí kính minh như nhật, thước phá vi trần thế giới chung. Cái trí này có khả năng phá trừ tất cả những vọng động phiền não nhiều như số cát vi trần ở trong cái thế gian. Quý vị có tin ở thế gian này phiền não nhiều như cát bụi tin không? Chút xíu nói còn biết tin không? Đại khai trí kính minh như định, thước phá vi trần thế giới, nhất niệm liễu nhiên siêu bất tức. Tuy nhiên cái kiến này nó có thể soi rọi phá trừ những phiền não như vi trần. Và dù phiền não như vi trần đi nữa, mà một khi mà trí tuệ mà sáng lên rồi đó, thì sao? Thì có khả năng một niệm thôi, nhất niệm đó là một niệm trí tuệ sanh thôi, một niệm sáng suốt trong người mình nó sanh thôi, thì nó có khả năng siêu bất tức, vượt tất cả, siêu cả trăm ngàn cái phiền não. Rồi cuối cùng chúng ta hiểu một câu: thiên sai vạn biệt tổng giai không. Thiên sai vạn biệt là mọi, rồi lúc đó nhận ra mọi thứ trên đời đều là. Bây giờ mình nói còn gọn thì dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu chút thì sao? Dành cho nhiều, dành cho nhiều, tranh đua từng lời ăn, đủ thứ hết. Tới hồi thở hết, không thở nữa, nằm ngay đơ đó là anh làm gì làm. Muốn kia, muốn giác, muốn đạt gì đó làm. Rồi sao nữa? Rồi để vô trong cái bà sáu tấm. Biết bà sáu tấm không? Rồi thì sao nữa? Đút vô trong cái lò lửa đó 6 tiếng ra còn có ngủ. Dành thì cũng nhiều đó, nhưng mà rồi thiên sai vạn biệt tổng giai. Cái kính đại đó, cái kính lớn mà sáng suốt đó,
trong nhà Phật gọi là Đại Viên Cảnh Giới. Ở đây quý vị có biết tịnh chu mở không? Bon bon bon, rồi bên thầy đáp mấy tiếng? Cấp phải không? Bên kia bon cấp, bốn cái tiếng mở cuối cùng là gì? Con người bị chi phối bởi sanh già bệnh chết, vạn vật thì bị chi phối bởi thành trụ hoại không. Cho nên phải tu luyện để chuyển cái tướng khổ này thành ra tứ trí. Đại viên cảnh trí, thần sở tác trí, diệu quan sát trí, bốn cái trí tuệ. Con người mình á, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mình nhìn đâu thì mình phân biệt khổ đau của nó. Ví dụ như á, hồi nãy mình cầm cái bình hoa này, kiểu này không biết ai loại sữa của mình không hay. Tới hồi mình ngồi dưới trời đất, coi chuyện ai sửa cái bình phong của tôi thấy ghê không? Ở dưới đó mình nhìn cái bình hoa đó bằng cái mắt của mình, rồi mình phân biệt là xấu hơn mình. Vì cái hoa này là cái cảnh, rồi con mắt mình là cái căn, mình nhìn nó rồi mình phân biệt xấu đẹp, cho nên nó có cái thức, nhãn thức khổ sở. Rồi nghe nhĩ thức khổ sở. Cho nên khi mình nhìn đó mà mình không đắm thì nó là trần, còn mình mà nhiễm thì gọi là, xin lỗi, khi mình nhìn nó mà không đắm nhiễm gì hết thì nó là cảnh, mà khi mình nhìn nó mình nhiễm thì gọi là trần. Hai cái sắc cảnh sắc trần đó. Như một cậu thanh niên đi ngang qua 1000 cô gái, cậu bình thường thì 1000 cô đó chỉ là sắc cảnh, tự nhiên ra tới cửa gặp cô để ý thì cô đó đã thành ra sắc trần. Bắt đầu mới về có chuyện tìm hiểu địa chỉ xuống không đâu, là hỏi là làm ở đâu, mua hoa gửi tấn ví dụ vậy. Cho nên đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, rồi chúng ta gọi là tiền ngũ thức, năm cái đó nó thường hay nhìn và phân biệt, nghe và phân biệt, ngửi và phân biệt, nếm và phân biệt, xúc chạm và phân biệt, cho nên thất tình lục dục từ đó nó sanh quyền não theo cái đó. Bây giờ mình tu mình vẫn dùng cái đó, nhưng mà bây giờ mình dùng nó dịu dụng hơn. Cũng con mắt đó, nhưng mà ngày xưa mình nhìn nó bằng nhục nhãn, mình nhìn bằng nhục nhãn. Bây giờ cũng con mắt này mình nhìn nhưng mà không bằng nhục nhãn nữa. Nhục nhãn là nhãn nhục, nó nóng, thấy cặp là nó nóng phừng phừng lên, phải không? Bây giờ cũng con mắt đó, nhưng mà vận dụng cái thần thông của con mắt là nhìn tăng lên chút là thiên nhãn, tăng lên chút nữa pháp nhãn, tăng lên chút nữa là gì? Tuệ nhãn, tăng chút nữa là phật nhãn. Không cần đi đổ mắt, cũng một con mắt đó, nhưng mà mình biết vận dụng nó bằng cái sự tu chuyển của mình thì năm cái đó, cái bắt tay của miệng thân đó, nó trở thành ra thành sở tác trí. Chữ thành là thành tựu, sở tác là cái chỗ làm của mình. Cái trí tuệ mà thành tựu được không đi đâu xa, mà ngay cái chỗ đó mình thành tựu được. Hồi đó tôi nhìn ai tôi cũng không thương, mà giờ tôi tu niệm rồi cái tôi thấy tôi nhìn ai tôi cũng thương được đó. Thành sở tác trí, có con mắt biết nhìn người rồi biết thương. Mà ngộ ghê, mình nói sao tôi khó làm được chút nào,
Vậy mà gặp cái người kia mình nói trong đôi mắt anh em là tất cả. Có lạ. Bao nhiêu người xung quanh mình nói tôi coi không được nhìn không vô. Vậy mà có một người thì mình đã chấm. Nhưng mà mình chấm cái người đó có bảo đảm không? Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng. Nhưng mà khi ở trong nhà rồi lâu ngày rồi bắt đầu nhiều tật, nhiều bệnh nó sanh ra rồi sao? Bây giờ quay cuồng mà không phải cú bích nữa, mà lúng túng biết cửa nào để chạy. Cho nên vì chúng ta còn nhiễm mà chưa sáng được cái thấy, chưa nhận ra được cái phân biệt đó, cho nên còn mê mà. Và bây giờ mình cũng dùng mắt, tai, mũi, miệng, thân, thức đó mà chúng ta chuyển nó thành sở tâm. Còn cái ý của mình là cái nhận biết của mình là phân biệt vậy đó. Mình chuyển nó thành gì? Diệu quan sát trí. Rồi cái thứ ba đó là gì? Khi mà chúng ta thấy cái mạt na tức là cái chấp ngã, cái thức chấp chặt của mình. Bây giờ mình thấy rồi, mình với người cũng là một. Đôi khi mình cũng có sai lầm, thì hôm nay người có sai lầm mình phải tha thứ. Đôi khi là mình cũng vụng dại, mình nói những cái lời nói không được dễ thương, mà hôm nay người này nói như vậy. Mình đôi lúc cũng như vậy. Mình thấy mình với người làm sao? Mình với người giống nhau. Cho nên mình sẵn ra được cái gì hay mình chắc, thì bây giờ mình sẵn ra được cái tâm là cái trí tuệ bình đẳng tâm trí. Hay mình chắc, bây giờ mình thấy bình đẳng. Mình thấy tất cả mọi người, mọi loài trong đó có mình, không có còn chấp trước. Mình để ý, không có cần phải đi ra tới chợ đâu. Nội ở trong chùa mà không cẩn thận nghe, phiền não như vi trần. Có tin không? Người vô chùa mình không có tu tập mà chờ ở chỗ nào cũng phiền não. Bởi vì sao? Bởi vì đụng đau chắc đó. Mình lấy cái nhận biết của mình ra, mình nhận biết, cho nên là sao? Mình chưa có thành sở tác trí. Giờ cũng con mắt đó, cũng cái miệng đó, cũng cái thân đó, cũng cái tai đó, cũng cái mũi đó, mà chúng ta làm sao chuyển nó ra có thần thông, để chúng ta thành tựu được cái chỗ mà chúng ta có. Pháp Hòa nói ví dụ hay, có vài ví dụ như mấy em nhỏ đó. Mình có cái miệng nè, ăn thì biết ăn ngon mà nói là hay nói vậy. Bây giờ mình muốn chuyển cái đó thì phải biết rằng biết ăn ngon thì nói phải nói tốt. Bây giờ phải vận dụng dùng cái miệng mình cho nó đúng thì ngay nơi đó là thành sở tác trí. Thành tức là thành tựu, là hoàn thành cái trí mình, trí tuệ vận dụng cái mà chúng ta đã có sở tác mỗi cái việc làm của mình để nó thành tựu được mọi việc. Thành thông nhiều được. Rồi cái cuối cùng, cái sự chấp trước của mình thì mình thấy rằng mình chấp nhiều mình khổ nhiều. Mình thả lỏng ra nhiều thì mình sanh an lạc nhiều. Mà hễ quý vị Pháp Hòa hay ví dụ như là một cái người thấy một viên kẹo ở trong cái hũ, đưa tay vào cái hũ nó bóc viên kẹo ra, nhưng mà khi đưa xuống á thì được, nhưng mà khi nắm như vậy, nắm một nắm kẹo ra vậy thì cái nó chặt nó lấy ra được. Mà bây giờ bỏ kẹo xuống thì tiếc, phải không? Mà lấy tay ra không được thì bây giờ phải làm sao? Một là chấp nhận bỏ kẹo để được bàn tay tự do, hay là chỉ vì cầm nắm viên kẹo để thỏa mãn là có còn hay mà ăn không được mà đi có tật. Muốn nghe nào? Mà hãy thả được cái viên kẹo đó xuống thì tan mình rỗng ra. Đó là tượng trưng cho sự chấp trước. Và lúc đó mình thấy mình bình đẳng. Từ cái chấp trước đó mình chuyển được thì mình trở thành ra một cái trí tuệ bình đẳng. Rồi cái cuối cùng chúng ta thấy tròn đủ
cái thức thứ 8 là A là gia thức, tức là cái tàn thức, nó chất chứa rất là nhiều để cái hạt giống xấu. Nhưng mà bây giờ mình vui mừng từ những hạt giống đó mình được chuyển hóa, mình chuyển hóa được cái hạt giống đó, cho nên nó thành ra đại viên cảnh trí. Đại là lớn, viên là tròn đó. Cảnh là cái kiến, trí tuệ bây giờ nó tròn lớn trừng khắp như một tấm gương lớn. Thấy biết, nghe biết, ngửi biết, nhưng mà không chạy mà trở thành là thần thông. Thần thông làm sao đến được với người đó, nhìn được người đó. Cho nên chúng ta kiếm được cái thần thông gọi là thần túc thông. Hồi đó mình không tới được với ai, bây giờ mình tới được với tất cả mọi người. Cái đó là thần túc thông, không có ngăn ngại. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình vô đây, mình là định đi nghe pháp. Bây giờ có cái chỗ cắm mà định đi lên tới cái hàng này, định ngồi xuống đó qua gặp cái người ổng ưa, cái là bắt đầu đi vào cái chỗ khác, tức là mình bị cái cản trở không ngồi được. Thành phố không có, bây giờ làm sao ngồi được bên cạnh người đó một cách an nhàn, người đó có thần túc thông. Chữ thần là gì? Là sức. Chữ thông là không trở ngại. Có được cái sức ngồi bên cạnh mà cái người lâu nay mình cho là không ưa, mình ngồi an nhiên là có thần túc thông. Mình nhìn được cái người đó bằng cái con mắt cảm thông bao dung tha thứ của mình, gọi là thiên nhãn thông. Mình nghe cái tiếng người đó mà mình không có bị trở ngại khiều kẹt. Nghe cái tiếng đó không? Nghe cái tiếng đó ghét không? Còn bây giờ nó cười. Tức là sao? Chưa có quy chỉ thông. Bây giờ mình nghe người đó cười mà mình thoải mái bình thường và thiên nhãn. Cho nên ta nói tu mà tới có chỗ thần thông, không có phải bay nhảy gì đâu. Chữ thần là sức, là khả năng của mình. Chữ thông là thông suốt, khả năng đến với người đó một cách thông suốt, khả năng nghe cái người đó một cách thông suốt, thì chúng ta gọi là thần túc. Cho nên thần thông chúng ta có được chứ không phải là không được. Nhưng mà muốn có được nó không phải tự nhiên mà có. Chúng ta có sẵn, có sẵn đó. Cho nên phải làm gì? Phải khơi. Cho nên gặp nhau đấy, A Di Đà Phật, tôi cầu cho anh khai được cái trí vô lượng quang thế Phật. Cho nên cái lễ mà ta khai quang biển nhãn trong nhà Phật mà, bây giờ ít có ai làm cái lễ đó, chỉ trừ bên Trung Quốc thì còn, Đài Loan còn, của Phật giáo Việt Nam cũng ít. Bây giờ quý ngài thường dùng cái lễ sái tịnh thôi, tức là dùng chén nước sái tịnh tượng thôi, chứ ít có ai dùng cái kiến thôi. Nhưng mà ngày xưa mà dùng cái kiến thôi, đọc cái bài kệ đại khai trí kính minh như nhật, thước phá vi trần thế giới trung. Ta cầm kiến là vô vơ vậy. Nhưng mà nhớ là đã là có sự chuyển hóa, và đó là đã là trí. Cái kính trí thì không có phân biệt kính cũ và kính mới. Là bây giờ Pháp Hòa nói được một nghĩa, chúng ta có cái đó. Bây giờ khi nào bạn của mình mà tức giận ai gì gì đó, thì mình lại vỗ cái nhai người đó, Ai Di Đà Phật đó, tức là nhắc chị vô lượng quang. Mình phải có cái kiến trí tuệ để soi và thấy rằng phiền não sao nhiều như vi trần trong thế giới này, nhưng mà nhất niệm liễu nhiên siêu bất ức. Một niệm mà khởi lên thôi, niệm này là niệm gì? Chánh niệm. Còn người tu tịnh độ thì niệm cái gì? A Di Đà Phật. Nhất niệm liễu nhiên siêu bất ức. Mà lỡ niệm một niệm không linh thì niệm niệm nữa. Nhất niệm liễu nhiên siêu bất ức.
cái kiến đó mà soi lên rồi đó, thì thấy rõ rằng ở trong cõi hồng trần này quá trình muộn. Cho nên mình mới tụng cái bài sáng sao? Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán. Ngán không? Thấy có ngán gì đâu. Chưa? Hơi hơi thôi. Cho nên nó có cái bài chúng ta thường tụng: khi cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi, kiếp phù sinh ai dễ sống lâu. Mặc dù nói là cõi hồng trần gỡ thân trăm tuổi, mà mấy người được trăm tuổi đâu, nói cho nghe cho oai không vậy đó. Nói vậy rồi cũng có người nói khác: sơn trung tự thủ thiên nhiên họ, thế tượng nam phù quá bế minh. Ở trên núi cao có cây ngàn tuổi, nhưng mà ở dưới trần chỉ người trăm tuổi thôi. Thế tượng nam phù quá bế minh. Rồi, mình chúc cho nhau được vô lượng. Bây giờ quý vị thấy hôm nào mà cái cửa sổ chùa đây nó rọi ánh sáng, quý vị nhìn vô cái ánh sáng đó, quý vị thấy ủa, không có ánh sáng kia nè, không thấy được ủa lan tăng. Có đúng không? Khi nào có ánh nắng chiếu vào thì thấy được. Cũng như thế, trí tuệ mà không sáng thì không thấy gì. Còn trí tuệ mà nó soi rồi á, thì tự nhiên thấy được đúng là thế giới này bụi quá trình. Thế giới chung, trong thế giới này có rất nhiều. Và cái chữ bụi mà nhà Phật cũng nói đây đó, là bụi của phiền. Có nhiều khi cái chuyện nó nhỏ như hạt bụi mà cũng dặn được. Ví dụ ha, có một cái người nào đó bắt mờ đi đường, không thấy mình cho nên không có chào. Từ đó về sau là mình gặp, mình nói gặp tôi nó đâu có chào hỏi gì đâu. Và từ đó mình không có thích cái người đó. Thật ra cái chuyện mình nhìn, mình nghĩ chắc có lẽ không thắng, hay là có thể mắc mờ, hoặc là do một cái nguyên nhân không có đáng nhận. Cái chuyện nó nói nhỏ, còn quý vị cũng thường trời ơi chuyện nhỏ như hạt cát mà. Mình khuyên người ta giỏi lắm, nhưng mà tới khi mình thì sao, là không có. Cho nên bây giờ không có cần phải chờ ai cầm kiếm gọi lên được Phật chưa khai quang điểm nhãn đâu. Mỗi ngày quý vị ngồi thiền nè, quý vị ngồi thẳng lưng và quý vị ngó xuống, đó là tượng trưng cho soi gọi lại mình đó. Cho nên tại sao ngồi thiền mà nhìn xuống mà không mở mắt ra tráo nhìn ra? Bởi vì nhìn ra rồi sao nó hấp dẫn nhiều thứ rồi cứ ngồi đó ngoài. Cho nên phải nhìn xuống. Nhìn xuống là tượng trưng cho soi lại lòng, soi lại con người. Cái kiếm đó, mỗi ngày nó có cái kiếm đó. À, cái kiến tôi gọi là đại khai trí kính minh tiên, thước phá vi trần thế giới, nhất niệm liễu duyên siêu bất túc. Một niệm mà thông đạt rồi liễu duyên, tôi nghĩ là hiểu một cách rốt ráo rồi thì siêu được tất cả. Rồi bây giờ hiểu được rằng sao? Thiên sai vạn biệt phẩm nhân. Nhưng mà cái này á, là giáo lý thôi. Cái này là pháp học chứ chưa phải là pháp hành. Mình muốn hiểu được cái pháp học thì mình phải hành được cái pháp. Chừng đó mình mới thấm được cái pháp. Pháp Hòa hay ví dụ người tu mình cũng giống như là nếp mà ngâm trong nước. Ngâm nó nở rồi sôi cũng nếp mà vo liền, nấu liền không ngon bằng nếp ngâm. Mà nhất là gặp nếp than mà không ngâm thì cứ nhát ăn.
mà thậm chí cũng làm bánh nếp nếp thang cũng phải ngâm nếp trước, ngâm cho nó ra cái nước nếp thang rồi pha với nếp trắng trộn vô và làm bánh tét đúng không? Không có dạy làm bánh tét rồi nha. Nhưng mà cái sự pha đó là gì? Mình trang hòa với mọi người rồi thì sao? Siêu bất tức thiên sai bạn, cái đúng cái sai bây giờ mình thấy là sao? Đều là không. Tổng danh không, chữ không này không có nghĩa là không có gì hết, mà nó đâu có thật cái gì đó, cho nên gọi là không. Chữ không trong nhà Phật không có nghĩa là totally nothing, không có nghĩa là không có gì, mà chữ không này là có nhưng mà không có cái gì thật đó. Đây nè, quý vị nhìn cái bình hoa này, quý vị thấy nó có không? Có rõ ràng ra, nhưng mà nó không thật có. Nó tươi về ngày mai, ngày mốt, nó héo, nó chết. Cái không mà đây muốn nói là không thật có. Nó real, nó có, không thật. Bởi vì nó là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì giả có. Có mà không có thật. Con người mình có không? Có, nhưng có là không thật có. Nếu một cái có mà phúc biến là không có thay đổi, mà có thay đổi thì không thành. Cho nên á, có lo không? Ngày 21 tháng 12 có bệnh thế không? Phật nói rõ trong Kinh Kim Cang nè, Phật nói trong Kinh Kim Cang nè, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm cái gì có hình tướng nó đều là hư vọng. Thế giới là thành trụ hoại không, sự vật là sanh trụ dị diệt, con người là sanh già bệnh chết. Thế thì lo gì 21 tháng 12? Bộ rồi tới ngày đó mới làm đất hả? Hồi nào thì chưa bao giờ nghe chữ động đất hả? Động cái tâm mới sợ, động cái đất không có lo. Hồi nào giờ chưa bao giờ mua mì gói để dành, mà phải đợi tới ngày 21 tháng 12 mới mua mì gói để dành. Trời ơi, nó sell một cái là mua cho biết. Bây giờ á, mình là Phật tử, ngày nào cũng tu, không phải đợi sắp tận thế mới tu. Tu đó là tu trả giá, sắp chết rồi mới là tu. Vậy thì mấy ngày khác không tu à? Phật tử là ngày nào cũng phải tu, ngày nào cũng phải niệm Phật. Còn cái chuyện mà bảo luật sống thần, ngày nào cũng có, đâu cũng có. Thậm chí dành đổ xăng còn bắn nhau mà ở New York đó. Thì cái chuyện gọi là khủng khiếp trên thế giới này, ngày nào cũng có. Con người cũng giết nhau, cũng giật dành đủ kiểu đủ cách thì không có gì. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không sợ, không lo. Cái sợ, cái lo đó có tính cách nhất thời. Còn Phật dạy trong kinh á, sợ tội không? Sợ, sợ tội đừng làm ác. Sợ xuống địa ngục không? Sợ, sợ xuống địa ngục đừng làm gì nữa. Phật có dạy trong kinh một bài kinh nói về sợ hãi. Sợ vô cùng không? Nó dạ sợ. Sợ vô cùng thì đừng phạm pháp ở thế gian. Sợ xuống địa ngục đừng làm ác. Sợ người thân mình khổ không? Sợ. Đừng làm người thân buồn. Hỏi sợ bệnh không? Dạ sợ. Đừng ăn uống tầm bậy. Phật dạy trong kinh như vậy. Có bài kinh Phật nói là sợ hãi. Bài kinh đó là sợ hãi. Cho nên ngày 21 tháng 12 nó có tới. Nhưng thật sự nó có cũng là chuyện thường. Vì thế giới này có thành trụ hoại không. Cái hoa này nó có sanh ra, nó có trụ tạm ở đây một lúc nào đó thôi, nhưng mà trong khoảng thời gian nó đang đẹp này, nó đang dị thay đổi, rồi đến một ngày là nó héo queo tiêu diệt. Con người mình có sanh trụ gì vậy không? Sanh ra kêu là trụ mà thật sự có trụ đâu. Hết tháng kêu ăn đầy tháng mà, hết năm kêu thôi thôi mà, rồi năm tới bắt đầu sinh nhật mà, chính cái con thay đổi mình mới ăn hết.
phải không? Cho nên nó có dị, rồi đến một lúc nào đó chết, không còn thở để tiêu diệt, sanh trụ dị diệt. Thế giới là thành trụ phải không? Con người là sanh già bệnh chết. Còn nếu muốn tu á, đừng đợi tới ngày đó mới tu. Nhiều khi tu nấc, tu ẩu. Giống như mà trì chú mà trì mà bắt buộc, ví dụ như trì mà mình muốn cho nó lẹ, cái là mình trì nuốt chữ. Không ai dạ, 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 để nuốt chữ. Cho nên tụng kinh nó tụng phải cho rõ ràng, từng chữ từng câu, không nên nuốt chữ. Tụng chú, tụng cho vừa chữ, đừng có tụng nhanh quá. Tụng kinh mà mình nghe được, mà người nghe được, cái thời kinh nó có lợi lạc. Còn tụng kinh mà giống như là lên cho nó có lệ, tụng cho lệ hết giờ đi xuống, nó có lợi lạc. Tụng kinh phải tụng từ tốn, tụng làm sao mà người ta tụng cho kịp. Còn tụng mà ta tụng không kịp, nó mới hát ra, mình nó xuống hát nó bị đâu mà tụng làm sao cho cái tụng kinh, cái vô cái giờ tụng kinh là cái người chủ lễ, cái người chuông, người mỏ phải quán cơ, quán chúng là nhìn xuống đại chúng. Ờ, bữa nay ông cụ bà lão nhiều, tụng từ từ cho nó tụng theo. Tụng mà quá trời có lớp nhanh cái đây. Ở sau này nó rồi bây giờ mình gặp nhau mình thấy ai chỉ là Phật là chúc nhau có ánh sáng vô lượng rồi phải không? Bây giờ tới vô lượng gì? Vô lượng công đức. Cái hồi nãy là vô lượng quang và trí, bây giờ nói tới công đức. Công đức là hạnh. Muốn có công đức là phải tu phải hành mới có công đức được. Có trí tuệ không chưa đủ, có trí là phải hành. Cho nên bên này đại trí, bên kia phải đại hành. Đại trí là thuộc sự lợi, đại hành phổ hiền bồ tát. Đại hành là gì? Hành cái hạnh nguyện lớn. Nhờ hành cái hạnh nguyện lớn đó mà chúng ta có công đức, rót cho người ta một ly nước là phước đức. Cái cách mà đưa người ta đi nước là công đức. Hai trang rõ ràng. Phước là mình cho, cái của cho, còn công là cái cách cho. Cho người ta một ly nước mà người ta cảm thấy người ta bị xúc phạm, người ta cảm thấy người ta không có thoải mái với cái ly nước của mình. Như vậy thì chúng ta mới có cái phước mà thiếu cái công. Cho nên công đức ở chỗ chúng ta tu hành, còn phước đức là ở chúng ta bố thí. Mình cho người ta một đồng mà mình đưa trân trọng, thì một đồng đó vừa có công đức mà vừa có phước đức. Còn đồng nè, lấy đi, không báo được nữa. Đó, thì nhiều lúc đó, mình làm cho người ta cảm thấy người ta khổ sở. Có một cái bác đó đi xe đạp, đi ngang cây cầu, thấy một người ăn xin. Ông dừng chiếc xe đạp lại, ông đi từ tốn tới đó, ông đưa tay tầm bằng hai tay. Thì người ta ngồi đó, chờ, làm cho người buông. Đi ngang xe đạp, đụng xuống năm đường rồi, đụng xuống được hai tay. Không. Bởi vì tôi cũng trân trọng cái người này là một con người, nhưng mà thiếu kém hơn tôi thì tôi bày tỏ cái lòng qua cái tình. Tôi muốn tặng cho người đó năm đồng, nhưng mà tôi muốn bày tỏ cái lòng của tôi trân trọng người đó. Quý vị biết cái vị người, cái người cho tiền đó đang hành cái hạnh gì không? Lễ kính chư Phật của thật hạnh phổ nhất giả lễ kính chư Phật.
không phải cái người nào mình ưa mà không chào, không ưa mà không chào, cái đó chưa phải là hạnh của phổ hiền. Chữ phổ nghĩa là rộng khắp, chữ hiền là tu tập ứng xử. Mình tu tập ứng xử như thế nào nó cùng khắp thì gọi là phổ hiền. Mình vận cái trí mình như thế nào để nó siêu, nó thước phá được bao nhiêu cái phiền não trong đời, đó là đại trí. Chữ đại có ba nghĩa, lớn là chúng ta, vi diệu của chúng ta, cái trí đó vi diệu quá gọi là đại trí. Cho nên bảo của ba nghĩa hiếm quý chưa bảo, cho nên tụng kinh công đức thù thắng. Tại sao là thù thắng? Hiếm có, đâu phải ai cũng biết tụng kinh mà thích tụng kinh. Mà mình thích tụng kinh mà ngồi tụng một thời kinh mà tụng bằng trái tim, công đức thù thắng. Còn công đức thù thắng cho nên mình gặp nhau mình chấp tay là ê đi làm cầu cho anh có được sao vô lượng hoàng vô lượng công được. Cho nên cái người đó bạn đang chấm lên con chị ai đi làm Phật nhớ không, công đức tu là có e, chị nhìn nữa đi, chị có công đức lớn, chị phải nhận biết, chị nhận là tiêu hết, trí tuệ nhận biết, nhận là mất hết, công đức nó sạch, vô công đức, an là, cho nên chữ an như là Phật có màu nhiệm vi diệu vậy đó, chơi gặp nhau lúc nào cũng an như là, mà phải an như là Phật thiệt anh nghe. Chứ đừng có giả bộ giỡn, chứ kiểu mà mình nói sao giống như cái kiểu mình niệm mà làm cho ta tức thêm, ta đang nói vô Phật vô Phật thì chửi ta mình chửi mình theo chúng con tức đó, mình niệm Phật mình chẳng tức cho nên niệm Phật mình chửi, cho nên niệm cái đó có công đức mà cũng đáng sáng gì hết trơn nhá. Quý vị hiểu ý mà nói, cho nên gặp nhau A Di Đà Phật và cầu cho chị có vô lượng quang ánh sáng, chị nhận biết cái gì nhìn được, lúc nào cần nói, lúc nào cần nhìn, và từ đó công đức chị với anh sanh vô lượng công đức. Mà có công đức như vậy, có trí tuệ như vậy, thì có phải chúng ta là tuổi thọ vô lượng không? Chữ thọ này nghĩa là gì? Là tuổi thọ sống dai. Và cái chữ sống dai này không có nghĩa là sống ngàn tuổi, triệu tuổi, mà không bị phiền não làm cho công đức mình bị chết, cho nên là thọ. Quý vị hiểu ý chữ thọ không? Chữ thọ này không nghĩa là tuổi thọ của thế gian, mà tuổi thọ của sự tu hành. Cho nên chết nó có hai thứ chết. Cái chết thứ nhất là nhất kỳ sanh tử. Chết là chết ngay cái gì cũng có đứt thở, không còn thở nữa chết, kêu là nhất kỳ sanh tử. Còn chúng ta có một cái chết mà chúng ta cần chết, nó là biến dịch sanh tử. Chữ dịch là xê dịch, biến tác là xê dịch. Hôm qua mình đang giận, mình đang tức, hôm nay mình đẩy được cái, mình dịch, mình xê, mình biến đổi cái phiền não của mình đó, nó mất tiêu rồi, hôm nay mình trở lại con người mới, đó là biến dịch sanh tử. Cái anh kia ngày hôm qua là Bồ Tể, hôm nay ảnh là thầy tu. Hỏi anh có phải là Trần Văn A không? Dạ, Trần Văn A hôm qua đã chết.
bây giờ Trần Giang A của hôm nay, Trần Giang A hôm qua là Trần Giang A của biến dịch sanh sanh tử, cho nên mình cần chết cái đó, chết cái đó hai đứa chết, nhất kỳ sanh tử, biến dịch sanh tử. Vô lượng công đức mà sống được như vậy thì không bị cái trong nhà Phật đó, trong kinh điển mà nói rằng đó, mình sanh mình tu tập đến cái chỗ gọi là không còn sanh tử, đừng hiểu là không có cái chỗ nào không sanh tử, nhưng mà cái chữ không sanh tử nhà Phật muốn nói là sanh nghĩa là vui, tử là buồn. Con người của mình một ngày buồn vui không biết mấy nhé, một ngày đó không biết sanh tử mấy trận. Pháp Hòa mới nói ví dụ nha, trời ơi tôi mới gây lộn với một trận sanh tử. Quý vị có nói câu đó thấy nha, không có đó nè, tôi mới gây với một trận sanh tử mà thở cũng đều chứ có tử đâu. Nhưng mà cái sanh tử mà mình nói đó là cái sanh tử của sự gì, giận tức và bình đẳng. Cho nên sanh tử đó là tôi đi cái chỗ không còn sanh tử, là tôi đi cái chỗ mà tâm mình ít có khởi cái sự buồn giận ganh tức trong ngày, gọi là lên xuống của thất tình, mừng giận buồn vui hương ghét vui, đó là thất tình. Hồi đó có một vị thầy tu ngày ngồi thiền mà nó khởi lên vài cái ngày, nó thập tam ma khuyên đừng lạc lực, gương huệ màng trừ nó mấy em, giải cho thông cất hước kim can thì mới thấy bản lai diện mục. Ông nói với con ma, 13 con ma trong bụng ông, trong lòng ông, thập tam ma là 13 con ma, 7 con ma đầu là thất tình, 6 con ma sau là lục dục, nó kêu thất tình lục dục. Thì như vậy khi chúng ta chắp tay chúng ta chào nhau trong chùa A Di Đà Phật, nghĩa là tôi xin cầu chúc cho chị có vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Nói một cách khác, xin chị dùng trí tuệ chị đi làm công quả, xin anh dùng ánh sáng trí tuệ, dùng công đức của anh để mà anh sống thọ, không bị buồn khổ lạc quạt trong ngày này, nó làm anh khổ. Như vậy là anh thọ. Cái thọ thứ nhì, người sống được như vậy không có chết trong lòng người. Chúng ta đủ can đảm hát bài anh chưa chết đối em. Có nhiều khi mình giận lên mà nó để tôi nói, để tôi nói cho lợi nghe, tôi nhìn quá nó tưởng tôi hiền, nó biết không, mình nói xong rồi không chết người trai lính trẻ mà chết người gái nhỏ hậu phương. Gái nhỏ hậu phương là ai đó, nguyên chùa không có ăn, bị giận nhau phải về trên, không phải đâu đó, mình về khỏe không có ăn rồi, nguyên một nhóm người đang ngồi nghe lại không có ăn gì đó, chết người gái nhỏ hậu phương. Còn người chết nữa là liên sư thụ kỳ. Dẫn nhau đó là có hết vô lượng quan, vô lượng công đức, vô lượng thọ, nhưng không chết người ta đứng trẻ mình ăn qua tính sao chết được sao, mà chết người cái nhỏ hơn nhau. Thôi thì hôm nay có gặp quý vị không dám mất, là mất thì giờ cũng đã đúng nhiều, vì hôm nay là ngày thứ hai, quý vị cũng đã để dành thời gian mà đến đây thông cảm như thế này, thật là một đường an ủi cho Pháp Hòa khi được về đây thăm quý vị, thăm Liên Sư. Và Liên Sư có ý nhưng mà Pháp Hòa nói chuyện với quý vị thì trong khi ra đây thì nói thôi thì tâm sự với quý vị một đôi điều ý nghĩa tại sao chúng ta gặp nhau và chúng ta niệm A Di Đà Phật, để chúng ta cầu chúc cho nhau vô lượng quang,
vô lượng thọ, vô lượng được không? Chúc quý vị vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Dạ Phai, có câu hỏi gì không? Có chép, có viết giấy chưa? Hay là muốn hỏi trực tiếp? Ông Hoàng nhớ kỳ trước đó, 4-5 năm trước hồi ghé đây có một người hát bài vọng cổ hay lắm. Mai này thầy trở lại Canada, chúng con ở lại Florida với thầy. Quý vị đáng là chúng của Hoàng trả lời hai câu hỏi này xong. Và ai hỏi nữa thì gửi lên có mình nghĩ. Kính bạch thầy, con xin hỏi khi cúng ông bà hay cha mẹ, đồ nấu cúng có được nếm thử không? Phần cúng để riêng, phần còn lại ăn có tội không? Khi mình nấu cúng, dù là cúng chùa, cúng Phật, cúng ông bà, cha mẹ, thậm chí cúng nấu ở cái bếp, cơ đại chúng ăn, nói chung là khi mà nấu cho tất cả mọi người ăn thì chúng ta được quyền nếm. Nhưng mà cái nếm là bằng cách chúng ta phải có một cái muỗng riêng. Chúng ta lấy cái vá, chúng ta hút một miếng để vào cái muỗng của mình. Mình nếm cái muỗng đó, chứ không có nên cầm và để vô miệng nếm rồi đút lại, bỏ lại trong cái nồi để nấu. Không biết thì phải cúng, nấu cho lại chúng ăn cũng là. Khi mà quý vị là một vị thị giả bưng một tô canh, thì lúc nào bưng tô canh á thì mình phải có cái dĩa ở dưới hoặc là cái mâm để chúng ta để cái bát canh vào. Và khi bưng á thì bưng bên cạnh, chứ không bưng như vậy. Nếu mà cái tô canh nó đầy thì cái nước canh nó sẽ đụng chạm vào cái móng tay của mình. Cái đó không có tội, nhưng bởi vì chúng ta muốn giữ vệ sinh chung và cái sự cung kính, cho nên khi bưng thức ăn đãi khách thì chúng ta cũng không bưng như vậy, mà luôn luôn là chúng ta bưng bên hông. Rồi khi mà mình thí dụ lỡ một bàn chúng ta ngồi đây, thí dụ vậy đó, mình không có nên gạ người vào chen thức ăn vào, mà mình phải bưng đứng bên ngoài rồi mình nói bạch thầy, thầy giúp cho con, thì cái thầy ngồi đó thầy phải lấy cái tô để vô, chứ mình không có đưa cái người mình vào trong cái bàn để mình cố mình để thức ăn xuống. Cái đó là mình tế nhị, quý vị lưu ý mà nói vậy đó. Còn vấn đề mình nấu cúng thì khi những cái chung nước cúng Phật mình muốn uống thì mình rót ra cái ly khác, chứ không dùng cái ly cúng Phật uống xong rồi đi rót nước khác lên cúng. Cái ly nào cúng Phật hết, những cái ly cúng là ly nó cúng riêng, quý vị hiểu ý là nói ha. Còn thức ăn thì nếu mà mình nấu xong rồi mình chia làm hai phần, cái nào mình muốn uống thì cứ để riêng ra, còn cái nào ăn thì phần còn lại, đâu có uống hết cả nồi đâu. Cúng thì cúng chén tô nào thôi, còn nấu thì nấu cho cả đại chúng ăn. Thì cái nào ăn thì mình cứ để lại mình ăn, còn cái nào muốn cúng thì chúng ta múc sẵn lên rồi thì chúng ta cúng, không có tội gì hết. Vì hiểu ý ha. Thậm chí đồ ăn cúng cô hồn, cúng các phương linh đem xuống ăn cũng không có tội, cũng không có khờ. Có nhiều người cử lắm, nó ăn vậy nó khờ, không có khờ gì đâu thì nó lo. Pháp Hòa ăn đồ cúng từ nhỏ mà có khờ cũng cỡ này thôi. Bỏ cái tội, ăn cũng có tội, đừng có kiên cử cái đó. Đồ cúng thì mình cứ cúng, ăn thì cứ ăn, cúng xong rồi ăn chứ có sao đâu. Sao mình lại nói là không ăn, không uống? Kính thầy, xin thầy cho con biết bốn chữ cúng dường trang tăng, công đức và phước đức như thế nào?
Bây giờ mình nói hai chữ cúng dường thì biết rồi phải không? Cúng nó đi ra từ chữ cung, dường là chữ dưỡng. Cúng dường nếu nói cho đúng là cung cấp dưỡng nuôi. Ví dụ bây giờ mình để tiền vào cái thùng tam bảo để cúng dường, nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Trước là Phật bảo, tức là làm gì? Cung hương hoa cúng Phật. Kế đến là pháp bảo, in kinh, in sách, in tăng dễ cho người ta. Tăng bảo là hiện tiền chư tăng, chư ni sống trong ngôi chùa đó, có cái phần chi phí mua đeo cải, chi phí điện nước vân vân. Cúng dường tam bảo nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi cho ngôi tam bảo trường tồn, để làm cái nơi điểm tựa tinh thần cho Phật tử. Chữ chay tăng nghĩa là gì? Chay nghĩa là thức ăn chay, hay là mình nói bây giờ mình hay nói ăn chay đó. Đúng ra là phải gọi là ăn chay, bởi vì chữ chay nghĩa là trong sạch và tinh khiết. Mình nói viết nó chạy ra thành chữ chay, chứ còn đúng ra là chay. Ví dụ mình nói 11 giờ thọ chay, phải không? 11 giờ thọ chay, thọ chay là ăn cơm chay thôi. Còn chữ tăng là gì? Chữ tăng là chư tăng, nghĩa là ngày hôm đó mình xin thiết một cái lễ cúng dường cho chư tăng. Bữa cơm đó đặc biệt là đãi tăng, hiểu ý không? Đãi các vị tăng xuất gia gọi là trai tăng. Nhưng mà trong trai tăng đó thì nó có cúng dường. Còn nếu mà chỉ cúng cơm không có tứ sự, tứ sự là cái gì? Ngày xưa tứ sự cúng dường là thuốc men, quần áo, chỗ ngủ, nhà ở, thì gọi là tứ sự. Ngày nay tứ sự nó giảm lại bằng cách là mua một cái khăn, hay mổ một miếng vải, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà bông rồi gì đó, chúng ta gói lại. Thì cái gói đó chúng ta gọi là tứ sự cúng dường. Còn ví dụ mình muốn nữa thì có thể cúng dường cái bông bì, cúng tiền tịnh tài. Cúng dường á, mà cúng dường tiền mặt chúng ta gọi là tịnh tài. Tịnh nghĩa là trong sạch, tài nghĩa là tiền tài. Tịnh tài là tiền mình làm ra trong sạch mình đem cúng. Rồi cái gói quà đó được gọi là tứ sự cúng dường, và dân đủ vừa cơm nước vừa vật dụng cúng dường thì gọi là trai tăng. Còn nếu không có vật dụng cúng dường mà chỉ cúng một bữa cơm thì gọi là trai phạn. Phạn là cơm. Quý vị có hiểu là nói không? Ví dụ bây giờ mình vô chùa, mình nói là hôm đó con xin cúng dường trai tăng, thì chùa sẽ hiểu là hôm đó mình muốn cúng dường bữa cơm cho quý thầy, kế đến mình cúng dường thêm vật dụng hoặc tịnh tài. Còn bây giờ mình nói là con chỉ xin cúng dường trang phạm, có nghĩa là mình có một bữa cơm mình cúng thôi. Như quý vị là nói ha. Rồi bây giờ nói bây giờ mình lên chùa mình xin cúng trang tăng, làm sao để có công đức? Muốn công đức trọn vẹn thì không phải mình lên chùa mình nói sư cô làm giùm con, trong sự nhờ sư cô, rồi cuối cùng con tính với sư cô. Mình nói như vậy là không đủ. Không phải mình đưa tiền ra rồi chùa làm, tới giờ mình lên chưa đủ. Người thí chủ đó phải cử người nhà lên phụ với chùa làm thì công đức nó mới trọn, là tại vì mình phải cộng sự trong cái vấn đề thiết lễ cúng dường. Còn người ta nấu hết, người ta bày lên hết thì mình chỉ lên chính cái cúng chứ mình không có thiết. Mình thiết lễ mà, thiết lễ là mình bày cái lễ đó ra, mà mình bày ra chùa ta mới cực, phải không? Mà mình muốn thì mình phải lên mình ngủ. Cái này không phải là chùa bắt buộc, nhưng mình muốn công đức trọn vẹn
thì mình nên lên mình phụ với nhà chùa, mà cũng không nhất thiết phải là cúng trại năm. Thậm chí mình đến chùa xin cúng thất, không phải đúng giờ cái mình vô mình quỳ mình cuốc mình lại xong mình ăn rồi mình đi về. Ít nhất một hai người trong nhà ở lại phụ chùa dọn dẹp cái bàn, cái ghế, cái chén, cái dĩa mình phụ mình cất vô. Trừ trường hợp những gia đình quá đơn chiếc không có người thì trường hợp đó không cần. Ở đây chùa quan hệ hết là tất cả chúng ta, nhưng nếu chúng ta muốn trọn vẹn cái công đức cúng dường trai tăng trai phạm hay là cúng cho thân nhân của chúng ta thì ít nhất chúng ta cũng phải cộng sự. Trong tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự là mình hòa nhập vào cái công việc đó. Bây giờ mình không có biết nấu ăn, xuống sắc gọt, không sắc gọt, xếp kinh, nói chung là phụ công việc gì đó để chúng ta góp vào trong đó. Thì cái mà chúng ta bỏ tiền ra cúng là phước đức. Còn mình đem vô chùa mình cộng sự mình làm gọi là công, công đức. Và trai tăng như vậy gọi là trai tăng trọn phần công đức. Quý vị có hiểu ý không ạ? Giải thích ha. Vậy có rõ không? Không cần nói nữa không? Kính thưa Thầy, nếu trong nhà con có đám giỗ, con cúng hai mâm, một mâm cho ông bà, một mâm cho đất đai. Nếu cúng mâm đất đai, chúng con khấn vái như thế nào? Trời đất! Cái đẹp mà đất đai thì trời đất! Đây, cái này là cái phong tục. Cái này là phong tục, chứ không có liên hệ gì trong Phật giáo hết. Nhưng mà cái phong tục này nó không có xấu, bởi vì đây là cái cách ông bà chúng ta bày. Khi chúng ta muốn cúng dỗ, đây là ông bà nói ngày xưa nha, một lần mà dỗ theo xưa đó là mấy mâm chứ không phải có hai mâm. Một mâm cúng đất đai, một mâm cúng ông bà, một mâm cúng cho cái người nào mà chính dỗ của đó. Đó là chưa nói mâm thần tài, mâm ông táo, mâm ông phật, vân vân. Cho nên chúng ta có hai chữ cúng kiến. Cúng là cúng cho người nào chính thức dỗ ngày hôm đó. Còn kiến nghĩa là trình, trình cho ông bà tổ tiên biết hôm nay là dỗ của ông này. Cho nên chúng ta có hai chữ cúng kiến. Cúng nghĩa là cúng cho cái người đó. Còn kiến là trình, trình cho ông bà biết. Cho nên cái mâm cơm của đất đai gọi là mâm cơm trình. Mà trước khi cúng ông bà phải đi ra cúng đất trước để xin ông thần đất cho ông bà vô nữa. Đó là theo cái quan niệm của người xưa. Bởi vì người ta thường nói rằng sống sao chết vậy, nghĩa là sống thì cũng phải có biết trên dưới hàng xóm, thì chết cũng giống vậy. Vì vậy mà người xưa có câu âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồn. Cái lý sống chết nó không có hai, rồi âm dương vô nhị lý không có hai lý, chỉ là một lý thôi. Nhưng mà cõi sống và cõi chết nó rõ ràng hai đường, sanh tử hữu thù đồn. Sống trình sao, chết là trình kiểu khác. Trên phương diện đất đai có không mình không biết, không thấy, nhưng với cái ý niệm sống mà có biết trên biết dưới là một ý niệm tốt. Cho nên ông bà mình là một mâm cơm cúng ông đất, ông thần đất. Và cái cách khấn thì đa dạng lắm, đại khái là như thế này. Pháp Hòa không đặt vụ này nha. Nhưng mà Pháp Hòa biết là những đại khái là như thế này. Hôm nay là ngày gì đó, gia đình chúng con thiết lễ cúng dỗ cho ai đó, ông bà cha mẹ gì đó. Giờ đây chúng con thiết lễ vương hoa trà quả, xin kính trình đất đai nhân trạch, thần hoàng bổn cảnh. Thần hoàng là thần đất, bổn cảnh là những vị mà trong cái khu đất này, phải không?
chư vị đất đai trật đó về đây chứng minh thọ hưởng và cho chúng con được phép tiếp lễ cúng dỗ cho ông nội ngoại của con. Cái ý niệm đó nó không phải chân chánh ở trong nhà Phật truyền ra, nhưng mà đạo Phật đi đến đâu mà thấy cái phong tục nào của người dân đó không có quá đáng thì chúng ta không có bài xích. Bởi vì đạo Phật là đạo dạy cho con người sống có nhân nghĩa trên dưới, mà con người sống mà biết nhân nghĩa như vậy thì cũng không trái với cái đạo lý, cho nên chúng ta không chấp. Nhưng mà chúng ta có thể hướng dẫn cái người đó cúng quải cho nó có một cách nhẹ nhàng, có chánh niệm, có chánh pháp thì không có sai. Ngày nay cái lễ này chúng ta có thể lược, không cần một mâm cơm, có thể bằng một dĩa trái cây cũng được. Ngày giỗ chúng ta có thể ngô lại uống một mâm thôi. Hôm nay là giỗ của ba con tên gì đó, chúng con gia đình ở hải ngoại gì đó, xin thiết lễ hương hoa trà quả lễ phẩm để tưởng niệm ngày ba con qua đời, sẵn con mời ông bà về thọ hưởng với ba. Ở bên Canada có hoặc có một ông cụ này, ông vui lắm. Ông có hai người bất thờ ở chùa, bà vợ ông với người con trai. Một năm có quà sẽ nhận hai cái giấy con ghi vô: thưa thầy, tuần sau chủ nhật dỗ bà xã cung, xin thầy quan hỷ cho mâm cơm cúng, sẵn thầy cho thằng con trai tôi nó về chung vui với má nó. Rồi thì đâu mấy tháng sau cúng dỗ thằng con trai, ổng cũng đọc đi cái câu đó, nhưng mà kỳ này ổng đổi cái topic: tuần sau dỗ thằng con trai tôi, sẵn dịp thầy cho má nó về chung vui với nó. Không biết ổng có biết nghe nhạc không, chung vui đêm này. Thì thật ra cái mẫu giấy đó rất là chân thành. Cứ mà bắt đầu như vậy mình rất là thương, vì mình thấy được cái tâm tình của người sống đối với người Phật. Đó là sanh tử thủ thù đó, âm dương vô dị ly. Mình sống, mình đối với người sống như thế nào, chết rồi chúng ta đối như vậy. Nhưng mà đối như vậy không có nghĩa là người đó lẩn quẩn ở đâu, ăn cái đó đâu. Nhưng mà để nói lên rằng người kia có mất nhưng chúng ta cũng không quên. Đó là cái hình thức chúng ta trở về nguồn cội. Bởi vì cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bổ khắp rạch sông. Là người phải có tổ tông không có như sông không nguồn. Cho nên hình ảnh cúng dỗ là hình ảnh đẹp, trở về cái văn hóa, cái truyền thống. Con cái nhớ tưởng ông bà, cha mẹ, hay là nói là người sống vẫn nhớ tới người đã ra đi, chứ không phải chết rồi là hết, phủi cái mộ. Cái đó nó không có sai với đạo lý, nhưng chúng ta cũng đừng có mê lầm là ông bà lẩn quẩn đâu ăn cái mâm cơm đó, ăn con mâm rồi mấy trăm ngày kia không ăn đó chứ. Đó, cho nên đó là một tình ước tưởng nhé, vậy thôi. Cho nên thì ông bà cũng chia sẻ với quý vị như vậy. Nếu chúng ta muốn hướng dẫn con cháu thì chúng ta đơn giản cái lễ cúng, trang nghiêm đơn giản để truyền đạt. Cách đây 3 tuần có một người lên nói với ông Hoàng: tôi muốn làm đám ba tôi ở trên chùa, có nghĩa là mất rồi nhưng cái ngày đi thiêu gia đình không cần ai tới, chỉ gia đình đi thiêu tự mình. Rồi hỏi vậy chứ có cần để tang không, thì ông Hoàng nói như thế này: cái vấn đề để tang hay không có quan trọng. Đối với quý vị, ông bà không chấp nhất gì đó, nhưng mà cái hình ảnh mình để một cái tang, mình cúng kiến cho đàng hoàng, đó là cách mình dạy lại cho con cháu của mình trong tương lai.
hết đời quý vị thì dễ rồi đó, nhưng mà đến đời con cháu chưa chắc nó biết. Cho nên quý vị có làm tuy không rườm rà nhưng mà ngắn gọn, đơn giản, trang nghiêm để dạy lời các con các cháu. Cuối cùng quý vị biết tuần sau mới thiêu, mà tại vì cái lễ thiêu không cần mời ai, cho nên lên chùa phát ban trước Phật. Xong lên chùa cúng bãi rồi thấy có bộ thầy làm được quá, mấy ngày sau lên đó mời thầy ra nhà kia làm luôn. Thôi cũng được, hữu giả hàng thuận chúng sanh. Thế nào là hàng thuận? Hàng thuận nghĩa là không phải họ biểu mình cười thì mình cười, biểu mình khóc thì mình khóc, không phải vậy. Hàng thuận có nghĩa là mình hàng thường thuận các chúng sanh, nhưng với điều kiện chúng sanh phải muốn theo chánh pháp mới hàng thuận được. Họ hàng thuận và trái đạo lý làm sao mình hàng thuận được? Thí dụ có bà nói bây giờ quý vị, thầy ơi thầy làm ơn cho con cái bùa để đi mua không có bị thầy làm có bùa đó phải không, mà có cũng không chịu trách, đâu có cho bùa như là ăn tâm nảy được. Cho nên không hàng thuận kiểu đó. Cho nên tập thập hạnh phổ hiền phải nhớ cử giả hàng thuận chúng sanh là thuận của chúng, những chúng sanh mà nhu cầu theo chánh pháp. Giống như có nhiều lúc quý vị với một rất là bận, có một bác nào đó nghe một cái băng giảng nào đó, hay là mới vừa giảng xong cái bác chạy tới, hồi nãy thầy đọc cái bài thơ đó tên gì thầy đọc lại cho con, hoặc là biểu mình chép lại, đôi khi cũng phải ngồi chép hoặc là đọc lại. Bởi vì người ta muốn nghe mà không phải nghe bằng bài, ta muốn nghe bài kinh bài thơ đó thì mình phải thuận người ta để cho người ta có thêm một cơ hội để học hỏi. Quý vị biết như vậy, cho nên cử giả hàng thuận chúng sanh. Đạo Phật đến dân tộc nào mà thấy những truyền thống của dân tộc đó không có quá đáng thì mình tùy thuận, nhưng mà từ từ mình đem chánh pháp mình lòng vào. Cho nên nó có cúng cơm, đạo Phật nó có cúng cơm. Cúng cơm là truyền thống của Việt Nam, nhưng mà đạo Phật tới thấy cái nghĩa cái lễ này nó không có được, không có sao cúng. Nhưng mà đưa ta cúng ta khấn, người ta chờ bàn nhang ta ăn. Hồi xưa cúng mà không cho ăn liền á, đợi nửa cây nhang mới được ăn. Không nhớ, quý vị nhớ. Bây giờ á, mình cúng cho người ta nhưng mà đem bài kinh đến tụng. Tụng đến chi? Tụng để khai thị cho người sống, mượn cái người chết ra làm cái hình ảnh là tụng cho người chết nghe. Nhưng mà thật sự trong lúc tụng cho người chết là chúng ta đang âm thầm khai thị cho người sống. Khai thị bằng cách nào? Cuộc trần thế tấm tuồng ảo mộng, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả câu danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mấy tán thiệt. Nghe lắm không? Người sống nghe cũng thấm. Giàu đến đâu cũng trong một kiếp, sang cho lắm cũng chỉ một đời. Cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đáng vô phận đa thị thiếu niên nhân. Cái thân này là cái tử thân, nay còn đỏ may không bền chắc. Nào nói bệnh nổ già vướng mắt, nào chồng có ràng buộc thế nhi. Có lấy ai xả dụng tư tùy, đổi tánh mạng tầm câu chân lý. Nay xin hỏi bạn hiền sáng ý, ở trên đời sống được bao lâu? Mới mày sanh thoáng đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một năm. Thì cái người ngồi đó nhắm mắt vào mình dù tưởng họ ngủ gục, nhưng mà tại vì họ đang thấp ý. Họ nghĩ như vậy thì mình cầu an gọi là cầu siêu. Cầu siêu đó, nhưng mà trong khi cầu siêu cũng là cầu an. Cái người sống họ nghe xong lòng họ thanh thản, họ chấp nhận được cái sự thật của cuộc đời, bắt đầu họ sống có chánh niệm, có tu tập, họ liền an. Họ an rồi mai mốt họ chết họ siêu. An siêu rồi, được chưa?
Vậy là hết câu hỏi rồi phải không? Dạ. Rồi, hết rồi, hồi hướng. Kính bạch thầy. Dạ. Con biết chữ này, con hỏi với nhau. Dạ, dạ. À, con... kính bạch thầy, con xin thầy dò từ bi, thầy giải nghĩa dùm cho con cái câu là cúng dường với lại bố thí. Hai cái nghĩa nó khác như thế nào? Tại vì từ ngày con học Phật tới giờ đó thì con cũng nghe là cúng dường cho chư Phật và cho quý thầy, quý ni sư, chứ con chưa có nghe nói cúng dường cho những người mà cũng như là bất hạnh, là bị phong cùi hay là bị cũng như là bất hạnh nói chung vậy đó. Thành ra cái chữ cúng dường với là cái chữ bố thí đó là hai cái nghĩa nó có khác nhau hay không, vì con sợ con nói lộn hiểu lầm á, rồi nó cái tội. Có một Phật tử hỏi là sự khác biệt giữa hai chữ bố thí và cúng dường. Khi bài giảng này á, quý vị nên tìm cái bài của Pháp Hòa nói ý nghĩa bố thí cúng dường. Như ở đây Pháp Hòa xin thưa, chữ bố nghĩa là rộng, chữ thí nghĩa là cho, cho một cách rộng rãi cho bố thí. Nhưng chữ bố thí nó chỉ có cái nghĩa là cho, chứ không có gì khác. Nhưng mà cho thì người Việt Nam có nhiều cách nói. Bạn bè của chúng ta thì chúng ta gọi là bạn biếu. Còn nếu mà người nào mà chúng ta có vẻ như là mình, người kia bất hạnh hơn thì chúng ta kêu là bố thí. Nhưng thật sự chữ bố thí nó cũng đồng nghĩa với chữ cho, bạn biếu. Kính tạng, kính biếu hay cái gì nữa thì nó cũng không ngoài chữ cho. Nhưng mà bởi vì đối với chư Phật thì chúng ta cung kính cho nên là cúng dường. Nhưng mà cái nghĩa của chữ cúng dường và chữ bố thí nó cũng có khác. Chẳng qua là chữ nghĩa chúng ta nhiều quá và chúng ta dùng nó cách khác thôi, chứ cái tâm ý nó có khác. Thôi thì cô muốn hiểu sâu nữa thì cô tìm cái nghĩa đó. Ý nghĩa bố thí cúng dường. Còn ở đây có bài giải thích tạm cho dễ hiểu, cũng là một nghĩa. Nhưng mà bởi vì khi chúng ta kính thì chúng ta cúng dường. Giống như quý vị mang một cái quà đến, cũng là cho thôi, nhưng mà đối với bạn của mình cho là nó lấy à, thì ta nghĩ là tôi đâu có nghèo thiếu gì đâu, chỉ cho tôi. Cho nên mình nói một cách rất là trang trọng, kính biếu, kính tặng. Nhưng mà khi mà mình đem cái quà về, người thân hỏi ai cho vậy, mình nói à chị đó mới cho, thì rõ ràng mình đã chấp nhận ta cho rồi. Nhưng mà cái người nói với mình mà cho là không chịu à. Vì chúng ta có cái tự ái, tôi không có nghèo khổ gì phải cho. Vì cho nên chúng ta hiểu được điều đó, cho nên chữ nghĩa chúng ta lập ra, chúng ta nó có kính biếu, kính tặng. Chứ thật cái nghĩa cũng là kính cho. Khi bước vô trong nhà vào thì mình rõ ràng mình nói với người thân mình là anh đó mới cho, chị kia mới cho. Và thậm chí khi mình con tới nhà người ta, mình muốn món đồ gì đó, như rau cải hay gì đó, mình lịch sự, mình hạ mình nói chị cho tôi xin cái đó, chứ đâu là nói chị biếu tôi cái đó, tặng người đó, không có một cái cách lịch sự mình nói. Như vậy rõ ràng mình cũng đã trong cái âm thầm mình chấp nhận là cho rồi, chứ có nghĩa gì đâu. Nhưng mà thể đối với mình thì mình khiêm cung, mình đã cho. Nhưng mà người ta lịch sự đối với mình là tặng. Nhưng mà cho, tặng, biếu, cúng dường không có khác. Nhưng mà chữ cúng dường thì cung kính chúng ta dùng cho Phật, cho chúng ta. Vậy không? Thôi chúng ta hết giờ rồi. Chưa Phật hôm nay được Phương Lành về đây chùa thăm ni sư và còn thể đại chúng, thì Pháp Hòa cũng chia sẻ những điều chứng ích hiểu biết của mình trong Phật pháp, và trong khi chia sẻ có điều chi sơ sót mong quý vị hoan hỷ cho Em Di Đà Phật. Chúc quý vị an vui.
thánh thời. Trong con luôn có Bụt, trong con luôn có Thầy và tăng thân hòa hợp. Hạnh phúc quá đi thôi, rồi mai đây vững trái, chúng con nguyện dâng gieo giáo pháp Bụt đã dạy, tình thương Thầy đã trao. Bụt là vầng trăng to soi sáng đường con đi, Thầy là tình thương lớn nuôi dưỡng trái tim con, giang vòng tay từ mẫu dắt dìu con lớn khôn. Thầy cho con mái ấm đào tràng sống an vui, cùng tăng thân tu học bước an lạc thánh thời. Trong con luôn có Bụt, trong con luôn có Thầy và tăng thân hòa hợp. Hạnh phúc quá đi thôi, rồi mai đây vững trái, chúng con nguyện dâng gieo giáo pháp Bụt đã dạy, tình thương Thầy đã trao. Thầy cho con mái ấm đào tràng sống an vui, cùng tăng thân tu học bước an lạc thánh khơi. Trong con luôn có Bụt, trong con luôn có Thầy và tăng thân hòa hợp. Hạnh phúc quá đi thôi, rồi mai đây vững trái, chúng con nguyện dâng gieo giáo pháp Bụt đã dạy, tình thương Thầy đã trao.